Và bây giờ sẽ là một cái mẫu váy gọi là rất là phù hợp cho những ai tầm từ 5 đến 60 tuổi đây. Thật sự thì ở lứa tuổi đó, khách hàng của Mega Fashion rất là nhiều. Mọi người cũng có nhu cầu mua những cái chiếc váy đi tiệc. Thì Mai Phương đã chọn ngay chiếc váy này để review cho mọi người. Bởi vì từ họa tiết đến kiểu dáng thì rất là dễ mặc. Và với cái lứa tuổi như vậy thì chúng ta cũng nên lựa chọn những cái tông màu nhẹ nhàng, tông màu basic, để chúng ta có thể đi đến những cái nơi đấy chúng ta kiểu cảm thấy là rất là phù hợp với lứa tuổi, đúng không? Đây mọi người nhìn này. Đó, màu của nó thì là màu đen pha với cả màu be thôi. Cái họa tiết nó rất là nhẹ nhàng này. Mọi người thấy không? Họa tiết này thì sẽ giúp cho chúng ta nhìn mignon hơn nhá. Ở đây thì có một chiếc sticker này. Bên tay thì cũng có phần được may ren vào, rất là lạ mắt này. Cổ thì là dáng cổ thuyền nhá, nó sẽ ôm vai như thế này. Váy thì có hai cái túi nhá. À, váy này không có túi mọi người ạ. Váy này không có túi, váy này thì sẽ được tặng một cái bell như thế này. Đó, tặng một cái bell này, mọi người thấy không ạ? Cái bell này thì mọi người có thể thắt giống như Phương nhá, hoặc là thắt nơ cũng được. Hoặc là chúng ta sẽ không thắt, nói chung là không dùng bell cũng ok luôn. Đây. Không dùng bell nhá, mặc là thành suông luôn này. Mình sẽ bỏ bell cho mọi người nhìn này. Đó. Nó sẽ suông kiểu như thế này. Ở phía chân ấy thì nó có một cái phần phối rua, mọi người nhìn thấy không? Đấy, phối tua rua. Rất là lạ mắt. Váy này thì mọi người mặc đi tiệc cũng rất là đẹp, bởi vì chất liệu của nó là chất liệu lụa tơ tằm tuyên cao cấp, tức là nó là độ bóng một chút ấy. Mọi người nhìn cái độ bóng nó này. Đấy, ví dụ như là đi những cái nơi tiệc tùng này, những cái bữa tiệc sang chảnh, những cái buổi party ấy, chúng ta mặc cái váy này rất là đẹp luôn. Cái tà đằng sau ấy thì nó sẽ dài hơn cái tà đằng trước, mọi người thấy không ạ? Đó, nó tạo một cái điểm nhấn cho cái váy. Mặc váy này thì rất là thoải mái nhá. Đặc biệt là dáng suông này thì những ai mà có thân hình kiểu hơi mập một chút, hơi béo một chút thì cũng mặc được. Đặc biệt thì váy này cũng đủ size S, M, L và XL luôn. Đó, đi tiệc thì mọi người chỉ cần xách thêm một cái plus như này nhá. Nó đã đẹp rồi này. Đó, và đặc biệt là để khoe được cái phần cổ áo với cả khoe được cái phần tay áo ấy, thì mọi người nhớ là có thể búi tóc giống như Mai Phương đang búi nhá. Đây là một kiểu tóc mà rất là phù hợp với những người mà tầm từ 40 đến 60 tuổi ấy, để mặc đi tiệc. Nó vẫn sang, nó vẫn khoe được khuôn mặt, nhưng mà nó vẫn tạo cái gì đấy nhìn rất là kiểu chảnh, sang trọng. Đó.